Lên giữa kìa, không lên. Không có được mấy bạn ơi. Tí nữa phải chiến sau rồi tí con. Lên đây, lên đây nè. Tưng luôn, ngộ. Lên chưa? Lên chưa? Chạy ngoài đường luôn, chạy ngoài đường luôn, bác chạy ngoài đường. Đúng rồi, dài, bước dọc luôn. Chạy ra đúng không? Thấy không mọi người, con mới đi dạo về. Và con mới đi vòng quanh qua cái đám ma về. Vậy chú Giáng Tiên nha mọi người. À chú ơi Giáng Minh. Bây giờ đã làm lộ rồi. Gớt rồi, su su. Gớt chăm rồi. Gớt tiêu rồi. Đâu cứ phóng lại tỉ coi. Cái phóng lại tỉ coi. Ha. 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 Ai trời. Rồi cài lên nè. Lên cho tí tí nha, tí tí ha. Hơi đau đó cho mũi nha. Tóc giả mà cũng đau đó. Đau quá nè. Sao chứ trời? Bỏ nhà bên quốc, đi phải đi hết cái lũ. Đi 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 đi. Trời ơi, nãy đi quá trời nhìn mọi người nhìn mình luôn. Nhìn tụi yêu quái. Ủa cái này kẹp sao trời? Thôi chết chết kẹp chết kẹp. Kẹp đây hả? Chính giữa đó. Làm hợp làm đi mình khùng rồi đứng tận tận. Ủa vậy tí nữa dán tiền cũng quất luôn mà. Ờ dán tiền quất luôn. Son ra son nè mà. Ê gớt gớt gớt. Rồi cho nó dính nha. Không gớt nhảy nào nó gớt á. Nè son nè. Ủa còn kẹp châm cho nó hết rồi. Nè. Để cho tôi hai bên đi. Cắn cho mình kế hai bên đi. Thôi để lấy cái của em còn cái màu trắng này nó ra. Đi nè con lên xe năm qua năm chút. Ủa sao đâu? Quỷ. Rồi quỷ hà. Quỷ hà quỷ hà quỷ hà. Bỏ nhà của tiễn tử nha. Bỏ nhà tiễn tử mấy ơi. Cái gì vậy lại? Nhị xí đặc cú nha. Hà đi cô nó tha xí. Hồ lô làm không đây rất mềm sớm che một cô em đang hát tương tư ơi trời ơi chạy cái đậu rồi đi ở đây bài đặt làm chạy rồi da gió dùm lum nè hồi nãy ra gió đó rồi với kem phóng xe nhanh quá tóc độ bộ tóc giả muốn bay ra ngoài luôn ba nổi rồi thôi giật đầu tét đầu thôi á Giang Tiên kẻ lão hoàng đồng hồi nay cha đâu xuất hiện vậy trời không, lúc mình bán cái mình làm cái kiểu đấy còn hay hơn mình làm cái kiểu này còn hay hơn mà chị nói gì vậy em thả tao nó dài em cứ đầu vui vẻ không ở nhà đúng là nó có hiếu với em thiệt trả anh cho mày vô lễ kìa kìa ơi để em làm nữa nhưng mình quậy dơ luôn nè đúng là cha có vậy thôi em quậy đẹp xong chưa rồi lâu đi quá đi cái khùng quá tận nơi luôn ủa đâu rồi trời đầy đủ nha Giang Tiên đầy đủ đồ ủa mà là biểu diễn show hay gì đầy đủ nhiều bộ luôn đây lát quách thời trang nha một cô gái hả rồi để chế mở liền Dĩ ơi, à, con Giáng Tiên bây giờ hình nhân vật gì vậy con? Dạ trời yêu quái chứ kìa Hồng Hà vậy. Nhi Hồng Hà Nhi ủa, nhà con có bông tâm không ý? Bông tâm á hả? Có chứ, vô chổng đi từ từ bông tâm không? Có thôi nhỉ dạ con là Tiểu Hồ Lô Tiểu Hồ Lô hả? Bà bà còn Thanh Muội Thanh Muội hả? Mỹ Sĩ tao có đâu con chung con ma vô diễm á con ma mà ông đây là con ma mà con ma gì mà nhảy vậy nè ừ. Dạ đây dạ.
Này, anh muội quá trang thành gì con? Anh muội quá trang thành gì? Hả? Bạch Tiểu Cúc hả? Wow, quá trang thành cây sa bên Nhật Bản. Sa sa. Còn em quá xuân thành người anh lạc nha mọi người. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Son nè, ai cần nữa không? Chỗ có mình mẹ là đánh cái màu đó. Coi cái gì vậy? Càng xuống ngày xưa mà cổ tích của Thành Lộc á. Cái gì vị thần gì ca hát đó. Nó mới dù đó. Chị ba thương cưng, chị ba yêu cưng, chị ba hùng cưng. Chị ba thương cưng, chị ba hùng. Chị phải đánh cái màu của em cho nó đỏ, treo cái ngay cái khúc chính giữa. Em lấy treo cái điểm che cho. Đâu có treo mẹ. Che giùm con đi. Con muốn che, con muốn re, con muốn re re. Con muốn re, con muốn re. Con gì cơ mà, con nít không được treo cái điểm mặt, hư mặt á. Ừ, con da con mỏng á. Sơn cái nâu, sơn cái nâu, sơn cái nâu. Ở đây, bên em á. Gì vậy? Tại vì quên rồi gái. Sơn con nâu, sơn con nâu, sơn con nâu. Ủa sơn con nâu biết không? À, có cả trong về đâu. Bự quá. Đó chị. Ê, má nhạc là xứ sở phù tàn đi. Cái này giống xứ sở phù tàn. Nè, nè, mọi người quay. Quay cho tao. Không, giật quá. Giật tiền rồi, chị làm tóc kiểu gì vậy chị? Cái gì, cái gì? Nói lại đi. Chị ba thương cưng, chị ba hôn cưng, chị ba yêu. Không, không, không. Mình làm kiểu chuyển tử đi. Đã có gì làm dài cho mình đi. Con yêu quái rồi, người Trung Quốc. Xứ sở phù tàn, tụi mình giống Nhật Bản. Tụi mình đang giống Nhật Bản nha. Ở Nhật Bản gì? Là Trung Quốc mà. Em Nhật Bản. Con là cái gì? Con con hả? Không, nè em là mùa xuân nè. Con này mùa hè. Má này mùa thu nè, chị mùa đông nè. Xuân hạ thu đông. Ừ, xuân hạ thu đông, mẹ là mùa xuân. Bài gì với bá? Con dạy Trung Quốc đi cho nó là như hay hơn. Bài gì mà trời xanh xanh ngát xanh đó luôn lên trên có ấm tre đó. À, có một cô gái. Có một cô gái. À, sư dâu à. Chị biết hả chị? Trời, sao xinh mát. Có một gái mà chị biết hả? Nhạc hoa mà nhạc. Hổn hào với đó, mùa hà. Mùa hè ơi. Quá tia. Mùa hè. Trời. Trời xinh xinh. Nó có gì mít anh ơi. Mít có nó mít gì. Qua mà. Tinh. Chưa có nhạc mà chú. Nè mẹ, tập dưỡng sinh mẹ. Đúng vậy. Mẹ tập dưỡng sinh. Mày cho khoan đi ra đây quớt nè. Ra đâu quớt, đứng đâu quớt. Dẫn tiên lộ hàng rồi. Mấy chú mà. Có gì với mấy đẹp. Vậy là cái đạp đi đạp cái tàu dài của em. Ê, mà được. Kéo cái quần chị tính lên đợi cái quần dưới. Dẫn tiên mặc cái đồ đẹp không ấy. Cắt cái quần lên đó chị. Đi vui vẻ nha cả nhà. Cái bụng bự quá phải đóng mà. Ủa này kia cái kinh dị đi. Ủa đó dự nó có đẹp lắm. Rồi bắt đầu bật nhạc lại từ đầu nè. Để vuốt. Vậy. Bữa nào cũng được rồi. Không được rồi, có mặt không mặt đậm rồi mà, mặt đồn gái rồi. Rồi, chơi lại. Cái đồng nào đâu có vừa má đâu. Ôi có nhạc xứ sở xứ phùng tan không trời. Ôi nhạc hay hơn. Để mày vô lại nè. Vô vị trí đi. Chị ba hùng cưng, chị ba thương cưng. Nè, giờ ra. Ý đứng là đứng tiên, mày thấy không? Khoa là khi nào tôi đông bốn mùa. Mẹ đứng đầu nha, mày đứng mày bấm nhẹ cái. Xì 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 mi cha, nấu xì 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 cha. Như ý là con là vai gì đó Như ý? Dạ con là vai hạ. Vai hạ hả? Con là vai xuân. Vai xuân. Nè vai thu nè, vai này đông. Đông hả? Xuân hạ thu đông. Rồi lùi số. Bốn mùa luôn. Lùi số con. Lua xuống.